Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và ngày hôm nay trong chuyến viễn du tại miền Nam California, chúng tôi rất là hân hạnh được đến thăm anh Phạm Trần Anh, một nhà nghiên cứu về chính trị, một nhà bình luận về chính trị, một nhà nghiên cứu về sử học, để bàn về một số vấn đề thời sự của Việt Nam tại trong nước và hải ngoại hiện nay. Và chúng tôi được tiếp trong căn phòng làm việc của anh, đầy sách vở và những công trình biên khảo. Rất hân hạnh được thăm anh và rất cảm ơn anh đã đón tiếp của Xuân Nam trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa anh. Đúng, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Cali Today và cho ký giả Nguyễn Xuân Nam. Chúng tôi cũng được hân hạnh được tiếp xúc với ký giả Nguyễn Xuân Nam và đặc biệt ngày hôm nay được hầu chuyện của quý vị khán thính giả của đài truyền hình Cali Today. Thưa quý vị, anh Phạm Trần Anh có thể nói là một cái gương mặt nghiên cứu và đấu tranh được xem là rất được mọi người tại hải ngoại yêu mến và lưu ý. Nếu em được giới thiệu anh với tất cả quý thính giả Cali Today ngày hôm nay thì em giới thiệu anh như thế nào, thưa anh? Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi chỉ là một con người bình thường, yeah. Một công dân của đất nước Việt Nam và một chiến sĩ cách mạng. Yeah. Chúng tôi đã, sau ngày mất nước thì chúng tôi anh Tú Kếu đã thành lập một cái mặt trận người Việt tự do diệt cộng phục quốc. Và sau một năm hoạt động thì cái bạo quyền cộng sản đã bắt và đưa ra tòa, cái gọi là cái tòa án nhân dân của cộng sản ở tỉnh Lâm Đồng, thì truy tố tôi với cái tội danh là âm mưu hoạt động lật đổ chế độ. Thì trong cái cáo trạng thì cộng sản nó có lên án tôi, thì tôi nghĩ rằng vợ con mình, bạn bè mình có thể hiểu sai mình, nhưng mà kẻ thù thì nó hiểu chính xác. Thành tôi xin nhớ lại cái cáo trạng mà cái Viện Kiểm sát Nhân dân nó tuyên đọc là tên Phạm Trần Anh là một tên cực kỳ phản động, cực kỳ ngoan cố, có kinh nghiệm chống phá cách mạng và căm thù sâu sắc giai cấp vô sản, đã câu kết với các thế lực phản động quốc nội và quốc ngoại để lật đổ chế độ, nó gọi là cách mạng, lúc đó nó gọi cách mạng nhưng mà thực ra là cách miệng, là cái chế độ Cộng sản Việt Nam đó, thưa quý vị. Thì tôi nghĩ rằng là tôi còn sống được trong 20 năm tù, 9 năm cùm chân, 7 năm cùm hai chân, với 2 năm cùm ở các trại mà nó gọi là vua chống đối các trại đó. Thì trời nhất cho sống thì để làm gì? Và cũng như mọi người, cũng như tất cả quý vị, chúng ta chỉ cầu mong chúng ta trở về Việt Nam trong vinh quang. Và ngay trong cái xà lim tôi chỉ cầu nguyện cho tôi sống cho đến khi tôi chứng kiến cái chế độ Cộng sản nó sụp đổ. Đó là mãn nguyện cả đời tôi, chứ tôi không có một cái vơ hỏng hão huyền vương tướng gì cả. Và cái đó là cái phục hồi lại được cái hào khí của Diên Hồng thời đại, hào khí của những chiến sĩ tự do thời Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Thưa anh đến hải ngoại những năm nào, thưa anh? Thưa thì tôi ra tù vào ngày, tôi bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 1977. Và Cộng sản đã xử tôi bản án chung thân. Thì nhờ cái sự can thiệp của quốc tế, của em nhất là của Amnesty, tức là Tổ chức Ân xá Quốc tế. Thì ngày 3 tháng 7 năm 1997, tức là nó phải xuống, bản án xuống 20 năm và ở đúng đến tròn 20 năm thì nó phải trả tôi ra khỏi nhà tù. Từ năm 77, một năm 97. Thế nhưng mà nó còn giữ lại gần 9 năm. Bởi vì nó cho tôi là một cái đối tượng nguy hiểm, không cho ra nước ngoài. Thế nhà mãi đến cái ngày 2 tháng 9 năm 1906 thì tôi mới sang định cư Hoa Kỳ theo cái diện đoàn tụ của gia đình. Thế đối Cộng sản nó có cái đối tượng nó cho đi, cái đối tượng nó tìm cách nó giữ lại. Thành ra mình phải hiểu được đó là cái đối sách của cái Cộng sản Việt Nam. Anh có thể tóm tắt như vậy, anh đến tại hải ngoại này khoảng 10 năm. Chúng tôi thấy đầu sách anh ra tương đối nhiều, những công trình nghiên cứu ra tương đối nhiều, những công trình đấu tranh ra tương đối nhiều. Anh có thể tóm tắt ngắn gọn những cái tác phẩm cũng như những cái bài viết cũng như những công việc làm anh trong 10 năm qua tại hải ngoại, thưa anh. Dạ vâng, thì khi tôi ra đây thì được tất cả các cộng đồng ở các nơi
nhất là của đồng bào thân thương Việt Nam mình là chào đón. Và tôi đã đi khắp các châu lục, khắp các tiểu bang, rồi các Canada và cả sang bên Âu Châu, sang bên Úc Châu. Và chúng tôi cũng đã vào các quốc hội Úc Châu, quốc hội Mỹ, quốc hội Hoa Kỳ, vào cả White House để mà đạo đạt cái nguyện vọng của chúng ta. Để tranh đấu, để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa, để sớm giải thể cái chế độ bạo tàn của đám tập đoàn Việt Gian bất nhân hại dân bán nước. Thì bên cái cuộc chiến đấu của chúng ta không ngưng nghỉ. Và tôi có thể nói với quý vị, đây là cái giờ thứ 25 của lịch sử, tức là cái giờ dẫy chết của chế độ cộng sản bạo tàn. Mà nói theo cô em tôi là nhà văn Trần Khải Thanh Thúy, thì cộng sản nó chết lâm sản, nó còn sống nhờ cái dây dưỡng khí. Thì chúng ta, vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải làm sao mà rút cái dây ống dây dưỡng khí nó ra thì nó chết ngay thôi. Thì trở về cái công trình biên khảo, thì thưa quý vị, thật ra thì tôi là một người yêu mến lịch sử ngay từ hồi còn học sinh. Tôi cứ thắc mắc hoài tại sao mà công cha như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ lại như nước trong nguồn chảy ra. Hỏi thầy thì thầy nói rằng núi Thái Sơn ở bên Tàu. Thì trong cái đầu óc ngây thơ trong trắng của cá nhân tôi cũng như tất cả người Việt Nam chúng ta, ai cũng thắc mắc tại sao không lấy ngọn núi Việt Nam mà lại lấy một ngọn núi ở bên Tàu. Cho đến khi tôi đi nằm suốt 9 năm cùng chân ở trong Sà Lim, tôi cứ suy nghĩ có hai vấn đề. Tại sao cái tên nước này là Xích Quỷ? Phải chăng nó là cái quỷ đỏ giống như bây giờ? Một cái điều mà rất là vô lý. Rồi tại sao lại công cha như núi Thái Sơn? Rồi những cái sự thất bại của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tại sao Cộng sản nó thắng? Nó không thắng chúng ta mà tại chúng ta thua nó. Dĩ nhiên nó còn nhiều yếu tố ngoại giao nó tác động, tất cả tình hình thế giới nó tương quan. Nhưng mà đó là những cái suy nghĩ của tôi. Thì ra đây nó có cái điều kiện như quý vị, chúng ta cái thế giới ngày hôm nay là thế giới của truyền thông, của internet, của tất cả những cái khoa học hiện đại, và trái đất nó tròn nhỏ như một trái cam. Chính vì vậy sau những ngày tháng mà đấu tranh thì lúc nào về thì tôi cũng ngồi ôm cái computer và tìm về cái cội nguồn dân tộc, về cái lịch sử văn hóa của dân tộc. Và chúng tôi đã viết một cuốn sách về nguồn gốc dân tộc, cội nguồn Việt tộc, Việt Nam thời lập quốc, rồi khơi dòng sử Việt, Việt Nam nước tôi 1 và 2, và của cái bộ lịch lược sử Việt Nam gồm hai cuốn gần 1.000 trang, là tóm tắt cái sự kiện lịch sử từ khi khởi nguyên của dân tộc cho tới ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, trong cái công trình tìm tòi nó, chúng ta mới tìm thấy được một cái rất nhiều cái điều mà cá nhân tôi trước này cũng chưa biết. Thí dụ như núi Thái Sơn, nó là một nơi trong những nơi định cư của những người tiền Việt, người Việt cổ của chúng ta ở cái bán đảo Sơn Đông, mà sách sử Tàu nó gọi là Lạc Bộ Trĩ, Lạc Bộ Trãi, mà nó gọi là Di Việt. Thì cái người Việt mình đã từng ở nơi đó, thành ra cái truyền thống của mình là đi đâu mang theo cái địa danh xưa cũ. Ở đó có ngọn núi Thái Sơn cao nhất, có sông Nguồn. Và thưa quý vị, là Hà Đông, Hà Nội, Bắc, Hà Tây này, ở hạ lưu sông Hoàng Hà của nhà Hạ mình thời gian đó, người Việt đã có những cái địa danh đó. Thành lúc nó đưa, vì triều Thương nó tộc Thương nó xâm đánh chiếm nhà Hạ năm 1766 trước Dương lịch, thì nhà Hạ phải vượt sông Hoàng Hà xuống đây, và từ đó cứ đẩy lùi mình xuống như này, và những cái địa danh xưa cũ Hà Nội, Hà Đông, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam đem xuống đây, Long Xuyên, Quảng Nam, tất cả nó đem xuống, lại đem vào cái địa danh mới, nơi ở mới. Thí dụ như chúng ta sang đây, chúng ta vẫn có Lý Tân Sài Gòn. Thì nhờ vậy mà mình phục hồi lại được cái sự thật lịch sử. Và tôi với cái tính có thể gọi là cách mạng, thế là dù cụ Trần Trọng Kim là một cây đại thụ về lịch sử, dù sử gia Phạm Văn Sơn hay là Đào Duy Anh sau này của Cộng sản, thì chúng tôi vẫn tìm theo một cái, không đi theo cái lối mòn đó, và chúng ta phải update, tức là phải phục hồi lại cái sự thật của lịch sử. Với những kết quả khoa học mới nhất từ khảo tiền sử, đo chỉ số sọ, huyết học, đo cấu tạo máu, văn hóa, khảo cổ, dân học, và cái mới nhất là cái DNA. Cái DNA là cái cấu trúc mã di truyền, nó đã xác định người Việt tộc là một đại chủng. Và cái người Bắc, Bắc Á, rồi người Tàu ở Hoa Đông, tức là miền Đông, Tàu ở Hoa Nam, Việt Nam, Đông Nam Á, lục địa và Đông Nam Á hải đảo, kể cả thổ dân châu Mỹ,
cùng một DNA, tức là cùng một đại chủng Hòa Bình Hữu Ích là tiền Việt. Cái điều này mà khác hẳn thằng Tàu. Tàu là Hán tộc du mục từ phương Bắc nó xuống. Thì cộng với cái kết quả của cái công trình nghiên cứu về khoa đại dương học của bác sĩ Stephen Oppenheimer, là chúng ta mới thấy cái gốc, cái địa bàn tiên khởi từ người tiền sử từ Phi Châu sang định cư ở vùng Hòa Bình Bắc Việt. Thành ra cái nền văn hóa Hòa Bình là một cái nền văn hóa tối cổ của nhân loại. Và vì cái nạn biển tiến, thành những người Hòa Bình, tức là người tiền Việt, phải đi từ Đông Nam Á, từ Hòa Bình lên cái vùng cao phía Tây Bắc, lên cao nguyên Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Sơn bây giờ, và lên cái vùng núi Sơn Đông, tất cả các vùng cao để mà tránh cái nạn biển tiến. Và thưa quý vị, chính cái nạn biển tiến đó mà chúng ta mới có cái gọi là nạn hồng thủy trong Kinh Thánh. Và trong cái kho tàng sự tích dân gian, chúng ta mới có cái chuyện sơn tinh thủy tinh. Nó rất nhiều cái điều mà phục hồi lại cái sự thật, và chúng ta bây giờ hiểu rõ được toàn bộ cái tiến trình lịch sử dân tộc Việt, toàn bộ cái cội nguồn văn hóa Việt. Và mình hiểu rõ rằng thằng Tàu du mục thì làm gì nó có văn hóa. Chính nó lấy hết văn hóa Việt mà nó biến thành cái gọi là văn minh Tàu, văn minh Trung Quốc ngày hôm nay. Sự thực là nó lấy toàn bộ tất cả những cái văn minh Việt. Chính vì vậy đó là một lý do tại sao kẻ thực đế quốc Đại Hán ngày xưa và đế quốc mới Trung Cộng giá nào nó phải tiêu diệt Việt Nam. Nó là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Bởi vì nó lấy được cái tài sản vô giá của mình, kể cả chữ viết thưa quý vị. Cộng với hơn một nửa dân số Tàu hiện tại, tức là người Tàu, gọi là người Tàu thôi, ở Hoa Đông, ở Hoa Nam, tức là những người Việt cổ mà bị nó thống trị đồng hóa hàng ngàn năm nay, bắt đồng nhưng không thể hóa thành Tàu được. Đây là một cái tử huyệt của chế độ Cộng sản mà sẽ cùng với Mông, Mãn, Tạng, Hồi, bốn ngôi sao, bốn cái dân tộc bị trị cùng với hơn một nửa dân tộc gọi là người Trung Quốc nhưng mà gốc Việt nó đứng lên, thì cái chế độ Tàu nó sẽ tiêu vong. Đó là cái tử huyệt của đế quốc mới Trung Cộng. Chính vì vậy tại sao bằng giá nào nó phải tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam. Nó đơn giản như một cái thằng cướp nó vô, nó giết vợ, giết chồng cướp của rồi, thì nó phải truy sát người vợ và người con còn sống sót để nó bịt cái nó đi. Bởi vì ngày nào còn Việt Nam, còn Việt tộc thì thằng Tàu sẽ tiêu vong. Tôi có thể khẳng định cái điều đó. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nói tới sử nhà nghiên cứu, nhà bình luận, sử gia Phạm Trần Anh đó, thì có nhiều chuyện để nói, đặc biệt riêng cái chuyện mà khơi dòng sử Việt. Có lẽ chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu nhiều cái bài nói chuyện, nhiều cái công trình của nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh về cái đề tài lịch sử Việt Nam mà vừa rồi thì anh mới vừa mở ra một chút xíu thôi. Mở ra chút xíu để chúng ta suy nghĩ. Sắp tới chúng tôi mời quý vị có thể xem chương trình khác của nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh. Bây giờ chúng ta trở về cái đề tài chuyện quê hương, đất nước bây giờ, chuyện hải ngoại của chúng ta và những cái hướng đi của chúng ta, thưa quý vị. Hồi nãy anh có nói đến, anh có trích một cái câu của nhà văn nữ, nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy. Anh nói Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam đang chết lâm sàng và đang sống trên cái cuồng máy trợ sinh, trợ lực. Và chỉ cần rút cái đường dây trợ sinh trợ lực đó thì bộ máy nó sụp đổ và chết ngay lập tức. Thì anh có thể phân tích cái tình hình trong nước như thế nào hiện nay thưa anh? Dạ vâng, thì chúng tôi trong cái thời điều kiện hạn hẹp, chúng tôi chỉ xin nêu một vài ý chính. Thì thưa quý vị, tôi xác nhận cái giờ thời điểm này là giờ thứ 25 của lịch sử, tức là cái chế độ Cộng sản nó sắp chết, sắp tiêu vong. Tại sao gọi là cái chết lâm sàng? Tại sao nó sống nhờ trợ sinh? Mà cái dây trợ sinh đó là cái gì? Đó là cái sự thiếu đoàn kết của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Đó là cái nguồn tài lực tiền bạc chúng ta gửi về trong nước mà nó sống thoi thóp. Quý vị thấy rằng về mặt kinh tế thì nó là coi như là nợ tinh, ngập đầu ngập cổ, nghĩa là nợ bằng tìm mọi cách để mà lấy vơ vét tài sản của nhân dân để mà tìm cách trả nợ để duy trì cái sự tồn tại. Bây giờ nếu mà chúng ta cúp đi cả chục tỷ Mỹ Kim thì chắc chắn rằng chế độ Cộng sản sẽ tiêu vong ngay. Chúng tôi cũng không kêu gọi quý vị ở ngoài này không gửi tiền về trong nước, nhưng mà chỉ gửi khi thực sự cần thiết, quan hôn tang tế, đặc biệt trong gia đình.
chỉ về thăm quê hương khi nào cần thiết. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải tẩy chay cái hàng hóa của đế quốc mới Trung Cộng. Quý vị cứ tưởng tượng rằng đế quốc mới Trung Cộng nó sống nhờ cái hàng hóa nó bán hải ngoại. Bây giờ triệu người, trăm triệu người, tỷ người mà cùng tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, thực phẩm độc hại của Trung Cộng, thì chế độ Cộng sản Trung Quốc nó cũng sẽ tiêu vong. Và cái chế độ Cộng sản Việt Nam cũng tiêu vong. Nếu chúng ta thương đất nước Việt Nam, cái thương đất nước Việt Nam không có nghĩa là chúng ta dùng cái đồ Việt Nam mà toàn là nó đóng dưới nhãn hiệu của Tàu và mang ảnh hưởng cái sức khỏe của chúng ta. Đây là một cái kế hoạch thâm hiểm độc ác của cái đế quốc Đại Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng ngày nay. Nó tiêu hao sinh lực của dân tộc mình. Cả cái cuộc chiến vừa rồi nó hy sinh hàng chục triệu người để tiêu hao sinh lực dân tộc. Bây giờ nó tiêu hao bằng thuốc độc, bằng cái thực phẩm, rồi bằng môi trường Formosa, và là nó thả chất độc xuống Biển Đông bằng mọi giá để nó hủy hoại cái tiềm lực của dân tộc. Mặt khác, đồng bào ở trong nước chúng ta phải phối hợp hành động, không gửi tiền vô ngân hàng, rút tiền hết ra. Bởi vì chế độ nó sụp thịt, đồng tiền nó sẽ không còn giá trị gì. Đồng tiền nó không có giá trị thì đồng bào có điên mới để tiền trong ngân hàng. Một ngày NGG rất gần đây, thưa quý vị, tôi nói thẳng với đồng bào trong nước là chế độ nó không tồn tại thì tất cả cái tiền bạc nó gọi là tiền giấy, tiền hồ, là nó vô vào sọt rác của lịch sử. Thành ra chúng ta phải rút hết tiền ra để khi Cộng sản nó tháo chạy thì chúng ta có sẵn vàng, có sẵn đô la để chúng ta phòng thân. Và cái hành động của tẩy chay của đồng bào trong nước cũng góp phần giật đổ cái chế độ Cộng sản. Tức là chúng ta cùng nhau, đồng bào trong nước và hải ngoại, thứ nhất đoàn kết. Lần đầu tiên sau 41 năm chúng ta đã có một tiếng nói thống nhất giữa trong nước và ngoài nước. Đó là cái sự hình thành của cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Trong đó có 5 vị chủ tịch, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn của 5 tôn giáo lớn. Và bên hải ngoại, 10 đồng chủ tịch của các châu lục. Và trong đó cá nhân tôi cũng được hân hạnh được đồng bào tín nhiệm là một đồng chủ tịch và kiêm tổng thư ký điều hành của cái Ủy ban Thường trực của cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Thì chúng ta đã thống nhất hành động, thì chúng ta hải ngoại trong nước cùng giật cái dây trợ sinh đó nào, thì chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ bùng lên. Nó càng yếu, nó càng đàn áp, nhưng không phải nó mạnh, và nó sẽ tiêu vong ngay. Và cái sự tiêu vong sớm hay muộn do chính chúng ta, do đồng bào Việt Nam hải ngoại chúng ta, cũng như đồng bào Việt Nam trong nước. Dạ vâng, thưa quý vị. Anh có lạc quan đến cái việc rút dây trợ sinh này trong thời gian ngắn sắp tới không thưa anh? Thưa, cái này là không phải lạc quan. Cái điều này thì chế độ Cộng sản, quý vị cũng đọc, quý vị thấy này. Tức là người dân đã dần dần vượt qua cái mức sợ hãi. Họ đã công khai đòi giải thể chế độ Cộng sản. Họ đã xuống đường và càng ngày càng cướp nhà xuống đất. Thế đặc biệt gần nhất là cái vụ mà phá chùa và cướp đất cái ở chùa Liên Trì. Nó dồn đồng bào Việt Nam, có hàng triệu đồng bào dân oan. Thì họ là những người mà không còn gì để mất, nói theo cái kiểu Cộng sản. Thì họ là cái người sẽ là mũi tiên phong sẽ giật sập, đấu tranh công khai trực diện với chế độ để giật sập cái chế độ. Cái này là tôi quan niệm cái vấn đề Việt Nam nó giống như một cái bài toán hồi chúng ta học trung học đó. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Chúng ta muốn giật sập chế độ Cộng sản có hai điều kiện cần và đủ, điều kiện ắt có và đủ. Cái điều kiện ắt có là một cái chế độ bất nhân hại dân bán nước, mình trông thấy đó này. Rồi trong khi tôi lên San Jose ngày 25 thì tôi sẽ trình bày cái đại họa mất nước nó như thế nào, nó hiện hiện, nó trước mắt rồi chứ không còn gì nữa. Và chứng minh cụ thể. Nếu chúng ta thờ ơ thì chúng ta không còn gì hết. Và lúc đó con cháu sẽ lên án muôn đời chúng ta, và những cái thế hệ chúng ta không làm gì để mất nước. Giống như cái bài Huyết lệ ca của Việt ca, tôi gọi là Huyết lệ ca. Ngày xưa nhà cách mạng Phan Bảo Châu có Huyết lệ thư. Thì bây giờ chúng ta có cái Huyết lệ ca. Việt Nam tôi đâu vẫn đã còn hay đã mất. Chúng ta đã và đang mất nước dần dần cho tới năm 20, 4 năm nữa. Thì vấn đề của chúng ta là làm thế nào để tổng hợp được cái sức mạnh trong nước và ngoài nước, thống nhất được, tạo thành một cái tổng lực. Mà khi chúng ta mạnh tạo tổng lực mà tập đoàn Việt Nam Cộng sản đang dĩ chết, quý vị cũng thấy là đâu còn gì nữa đâu. Nó rệu rã, nó tan đến mức độ
cái mà nó gọi trước ngày xưa chế độ Việt Nam Cộng Hòa là cái nợ máu của nhân dân, thì bây giờ nó đang chịu cái nợ máu. Mà chúng ta chẳng có nợ, quý vị thấy rõ ràng ngày 30 tháng 4 vào không có sự trả thù nào đối với quân can chính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa mà trước nay không ai nói. Mà cái chế độ Cộng sản nếu mà sang trang, nếu mà chính bản thân những người Cộng sản không đứng lên, tôi nói thẳng là cái giới lãnh tướng lãnh quân đội mà không đứng lên gông cổ thằng Nguyễn Phú Trọng lại và thằng Đinh Thế Huynh là những tên cực kỳ phản động, cực kỳ phản quốc, thì nó sẽ hy sinh quân đội như cái vụ vừa rồi anh Nam biết. Nó hy sinh cả hàng chục tướng tá quân không quân, rồi hai mấy cái máy bay, cuối cùng nó đem nó rút cái đường bay vào lục địa. Tức là cái gì quý vị? Nó nhường cả cái không phận, nó nhường cả cái vùng trời cấm bay cho thằng đế quốc mới Trung Cộng. Mà dù cái đường bay quốc tế đó là đường bay của hàng không dân dụng quốc tế, mà nó dàn xếp, nó hy sinh tính mạng của những anh em sĩ quan để nó rút vào bên trong. Đó là hình thức nhượng đất nhượng trời mà chúng ta phải thấy nó cái hiểm họa tới. Và anh em quân đội phải đứng lên làm cách mạng. Quân đội nhân chúng tôi, đồng bào Việt Nam sẽ đón các anh anh hùng dân tộc. Còn nếu không, các anh sẽ phải chịu cái số phận chung với cái đảng viên Cộng sản, tức là phải chịu cúi đầu chịu tội trước cái tòa án nhân dân, tòa án xử trong ngày không xa. Dạ vâng. Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Phạm Đăng đã khai mở hồi nãy giờ hai vấn đề lớn mà chúng ta lướt qua để có một cái khái niệm tổng quát. Cái vấn đề thứ nhất là lịch sử Việt Nam, khơi dòng sự việc như thế nào, lịch sử Việt Nam được hiểu như thế nào. Và cái thứ hai nữa, cái đại họa mất nước của chúng ta phân tích và cái tình hình trong nước hiện nay như thế nào, và cái giải pháp ở hải ngoại như thế nào. Thì lần lượt, thưa quý vị, chúng tôi sẽ đi từng chi tiết một, từng vấn đề một cùng với nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh để đem lại cho quý độc giả và thính giả khắp nơi một cái nhìn đúng về sự việc. Cái nhận thức đúng về cái vấn đề đó, cái sinh mệnh lịch sử, và nhận thức đúng cái vấn đề giúp chúng ta có cái dũng khí làm một cái việc đúng, làm việc nghĩa cử, làm việc cái dân tộc, làm việc cho quê hương. Chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp trong những cuộc phỏng vấn tới. Hôm nay chỉ là một cái mở đầu, một cái u vẹt thuya để cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề trong tổng diện mà thôi. Được biết sắp tới thì anh Colin San Jose thứ nhất là ra mắt cuốn sách mới của anh. Thứ hai đó là có một bài thuyết trình mà dân San Jose đang rất chờ đợi, và cái đại họa mất nước và con đường cứu dân tộc như thế nào. Ai có thể nói đôi chút thêm về cái đề tài này thưa anh? Dạ vâng, thì thưa toàn thể quý vị, thưa các bậc trưởng thượng, các chiến hữu, các văn thi hữu, các thân hữu và toàn thể đồng bào Việt Nam, thì chúng ta thấy được cái đất nước chúng ta nó bước sang một cái khúc quanh lịch sử, mà khúc quanh có thể là gọi là bi thảm nếu chúng ta không đứng lên để lật đổ cái chế độ, để giải thể cái chế độ đó. Thì vấn đề chúng tôi lên để trình bày với quý vị trong một cái đề tài gọi là hội luận, để chúng ta cùng thảo luận tìm ra một cái giải pháp để cùng chung tay góp phần để cứu dân cứu nước của chúng ta. Còn nếu không thì quý vị biết một cái đại họa nó sẽ đến với dân tộc, mà hàng trăm triệu thanh niên Trung Quốc nó tràn sang Việt Nam thì phụ nữ con cái coi như tiêu vong hết. Và chúng ta nó không những là cái đất nước bị xóa tên trên bản đồ thế giới, mà cả một dân tộc của chúng ta cũng sẽ tiêu vong như các chi tộc khác, các dân tộc khác mông mãn tạng hồi. Hiện tại đang bị đế quốc mới Trung Cộng nó thống trị. Thì cái mục đích của chúng tôi chỉ là khơi mở ra, đặt vấn đề. Chúng tôi cũng như quý vị thôi, nhưng mà để chúng ta cùng góp ý. Và chúng tôi rất mong đón nhận các chiến hữu cùng đứng lên phát biểu, góp ý kiến, cùng để chúng ta đúc kết một bản cáo trạng về cái tội ác bán nước của tên Việt Gian Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn Việt Gian bán nước. Và chúng ta phải làm gì? Đó là thống nhất hành động trong một cái hội tiếng nói chung trong nước và ngoài nước. Đã đến lúc cần thiết phải có một cái liên minh dân chủ tự do để đáp ứng tình hình, để tập hợp sức mạnh của các chiến sĩ đấu tranh trong nước, của đồng bào dân oan, giống như cái liên minh dân chủ ở Miến Điện. Thì lúc đó để tạo thành tổng lực là đối trọng chế độ Cộng sản, và chúng ta sẽ lật đổ nó và xóa sổ cái chế độ Cộng sản trên cái đất nước Việt Nam.
để phục hưng một cái dân tộc Việt Nam, một đại dân tộc Việt Nam với tất cả những cái gì cao đẹp mà trong truyền thống đã có. Rất cảm ơn nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có mặt tại cái cuộc mà hội luận, thuyết trình hội luận của nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh tại San Jose, và sẽ thu hình và chia sẻ cái buổi hội luận đó, buổi thuyết trình đó, buổi hội luận đó với khán giả của truyền hình Calitre ở khắp mọi nơi trên hành tinh này. Và anh có thể nhân dịp này, anh có thể cho biết là cái chương trình này sẽ được phát lại trên Radio Phú Đêm vào ngày mai, ngày mốt, cho nên từ đây đến đó cũng khoảng mười mấy ngày. Anh có thể cho biết địa điểm và thời gian cụ thể để bà con San Jose đến tham dự, thưa anh? Dạ vâng, thì đó là vào buổi sáng Chủ nhật, ngày lúc 10 giờ tại khu hội cựu tù nhân chính trị ở trên Bắc Cali, cho tới 1 giờ 30 thôi, bị thời gian nó không cho phép. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào Việt Nam trong nước, những người chúng ta còn tấm lòng yêu nước, hãy đến để gặp gỡ nhau và chúng ta cùng thảo luận và cùng ký tên trong một cái bản cáo trạng về chế độ Việt Nam Cộng sản. Thì chúng tôi đã làm tại Cali và chúng tôi sẽ truyền tất cả những hình ảnh cũng như video để cho đài truyền hình Cali Today có trước và để trình chiếu với trước quý vị. Và chúng tôi mong mỏi tất cả của quý vị, chúng ta đã đến lúc chúng ta phải quên hết đi tất cả những dị biệt, những cái thù hằn, những cái này kia, để mà tập hợp sức mạnh lại để cùng thống nhất. Bởi vì lịch sử sẽ kết án, lên án tất cả những cá nhân nào, hội đoàn nào, tổ chức nào không hợp nhất để tạo sức mạnh tổng lực, và sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Đó là dứt khoát điều đó. Xin rất là cảm ơn anh. Và đây là cái không phải là buổi đầu tiên, và anh đã từng xuất hiện trên truyền Calibre một vài lần rồi, nhưng mà có lẽ là chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để có thể gửi tiếng nói không phải chỉ của anh Phạm Trần Anh mà những anh em trong hội đồng Phạm Anh đến với tất cả quý vị, để quý vị có thể thấy được sự thật, thấy được chân lý, và từ cái thấy đó nó đi đến hành động. Chúng ta làm cái gì cho quê hương, và làm sao cứu được một quê hương đang sẽ chết, cứu một quê hương đang bị chuẩn bị sắp bị mất tên trên bản đồ, cứu một dân tộc không còn cái là dân tộc Việt nữa. Thưa quý vị, đây là một đề tài rất thú vị. Xin cảm ơn thời gian mà anh Phạm Đăng Anh đã dành cho truyền Cali Today và dành cho Nam. Xin chúc anh cùng mọi người mạnh tiến đi con đường giật cái dây trợ sinh cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành lại chính nghĩa cho chúng ta. Xin mời anh Gali chào quý vị. Chúng tôi một lần nữa trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Cali Today, cho toàn thể đồng bào Việt Nam mình có mặt ở San Jose. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau để cùng bàn tính cứu dân, cứu nước, góp phần nhỏ nhoi của mình trước khi không còn kịp nữa. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị.